thuốc trị bọ trĩ và nhện đỏ cho cây dưa leo, và có thể sử dụng chung cùng với cái thuốc ra hoa đậu trái dưa leo đây luôn nha cô chú anh chị em nhé. Và đây là đơn hàng của anh Phàn ở Bắc Ninh. Thì trước đấy thì anh Phàn cũng đã từng sử dụng cái thuốc ra hoa đậu trái của bên em để dùng cho cây dưa leo rồi nhé. Với cái thuốc nhện đỏ và bọ trĩ này ấy, thì cái thuốc này nó mát, thế nên là các anh chị có thể là sử dụng cho cây khi nó đang nuôi hoa nuôi trái thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến hoa trái nhé. Xịt được mọi giai đoạn của cây trồng, mát bông và mát trái này. Ngoài ra nó diệt trừ những cái con bọ trĩ, con nhện đỏ thì nó còn có tác dụng với cả trứng, nó làm ung hư trứng của những cái con nhện đỏ bọ trĩ đi nhé, để tránh cái hiện tượng là bị trứng nở cái lứa sau ra này, nó hạn chế được cả trứng và những cái lứa non nữa nhé. Với một chai 240ml như này thì các anh chị có thể pha được khoảng từ 250 đến 300 lít nước, là bằng với 12 đến 15 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Cái thời gian cách ly của thuốc này là 7 ngày, thế nên là nó rất phù hợp với cái cây rau màu, và cái hiệu lực của nó có thể kéo dài tới 45 ngày này. Và cô chú anh chị em có thể là kết hợp cùng với cái thuốc ra hoa đậu trái này. Với cái cặp thuốc ra hoa đậu trái này thì nó sẽ giúp là cung cấp dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ nuôi hoa và nuôi trái, để giúp cho cây hoa là tăng thụ phấn, đậu nhiều trái, và đồng thời còn nuôi dưỡng trái lớn trái và hạn chế những cái việc như là bị héo rụng trái non này, bị và hạn chế những cái việc là bị cái trái dưa leo nó bị cong méo, và nó còn giúp cho cái trái dưa leo đặc ruột nặng ký hơn, nó hạn chế bị rỗng ruột quả dưa leo nhé. Rồi nó còn giúp là kích thích cây ra nhiều hoa hơn. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video, và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái món thuốc này để cho cây dưa leo thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới khác về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.